các bạn ơi, mình đã siêu tập đủ 36 thẻ và bây giờ mình đã có mặt tại cửa hàng và mình sẽ giao cho cửa hàng 36 thẻ này để cửa hàng giao cho nhân viên sữa để mình sẽ nhận được ba lô cun nhé. Bạn mình ơi, tớ siêu tập đủ 36 thẻ rồi. Tớ giao cho cửa hàng nhé, cửa hàng giao lại cho nhân viên sữa nhé. Cậu đếm 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 lại 36 thẻ đi. Trong đủ thẻ chưa? Mối tình kéo dài đến 5-6 năm, bọn tôi mới kết hôn. Nhưng thực sự, tình yêu và hôn nhân rất khác. Một phần là do lúc đó tôi đã là đức người sở hữu quá, nên nhiều khi cũng là điểm điểm. Khi bước vào hôn nhân, tôi mới sang gương và tìm hiểu kỹ mọi việc và thấy rằng không phải lúc nào mình cũng lớn, mình cũng chưa đủ bao dung, thẳng lòng để thay đổi và vì người yêu thương mình để thay đổi, mình lại dẫn đến sự tan vỡ. Tôi nghĩ... Rồi, ok. Rồi, đủ bao nhiêu thẻ ạ? Uống được khoảng 4-5 thùng sữa là sẽ đủ 36 thẻ. Rồi, giao cho cửa hàng này, cửa hàng giao lại cho nhân viên sữa. Chúng mình sẽ đợi khi nào có ba lô thì chúng mình đến lấy nhé.